Bữa nay thấy thở theo cái tỷ lệ vàng của thầy á thì rất là ổn thầy. Thấy nó cũng Được. mà mệt, mấy hôm Được. nay là trời nó nắng nóng, nó trở trời một chút. Thấy mệt thì ngồi thở một cái thì thấy đỡ liền. Với Được. là buổi tối á là hơi khó ngủ á, thế là ngân Được. thưởng âm. Ừ. Là đỡ trằn trọc, cái vào được ngủ nửa Ừ. ngày. Dạ. Vậy Ngân cũng có bày cho con á. À, con trai đấy bảo nó tập thở vì lúc mà mệt hoặc căng thẳng á, chết rồi bảo mẹ sẽ bày cho con tập thở đường dương đường âm cho tốt rồi sau này con sẽ tập thải độc đi, cần phải như thế bởi nó hơi mập á. Được. Dạ nhưng mà không biết là có được không, đấy là đang mong thế và đang cho cháu nó tập cái thở đường dương cái này kìa. Dạ. Đấy. Dạ vâng, cảm ơn chị. Thế là ổn đúng không ạ? Ổn Dạ thì là vâng, ổn. nói chung là theo cái tỷ lệ vàng đấy thì không có vấn đề gì nữa thầy. Dạ vâng, thế lớp chúng ta là không có ai phải điều chỉnh tỷ lệ vàng. Đa phần là phù hợp đúng không?